Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ review với bạn một cái sản phẩm rất là hot hiện nay, đó là máy quay phim GoPro Hero 7. Thì hôm trước mình sử dụng con máy GoPro Hero 6 để quay phim vlog và có làm những cái video demo những cái sản phẩm từ con GoPro 6. Thì thời gian gần đây các cái video của mình đều làm trên con GoPro 7. Do đó hôm nay mình sẽ review cái sản phẩm rất là hot này. Đây. Máy quay phim GoPro Hero 7 Black. Máy mới. Thì máy này nó rất là đặc biệt. Rất là thích hợp cho các bạn làm video vlog, làm YouTuber. Thì đây là một số cái tính năng chính của cái con GoPro 7 này, các bạn xem nha. Đó, đây, các bạn xem đi, chút nữa mình sẽ nói từng cái. Rồi, về chế độ chụp hình á, đầu tiên nó cho chúng ta chụp hình tới 12 chấm lần ha. Rồi, có thể quay 4K, video 4K, 60 frame 1080 Full HD, rất là đẹp. Rồi chế độ quay phim dưới nước tới 10m thì cái này con GoPro 6 cũng có. Con 7 thì nghĩ nó cải tiến hơn về phần khác. Điều khiển bằng giọng nói con này GoPro 6 cũng có. Màn hình cảm ứng thì con 6 cũng có. Slow motion 8x. Mình nghĩ cái này nó cũng giống như con 6 thôi. GPS và HDR hai cái cũng có ở con GoPro 6. Và cái đặc biệt nhất mà con 7 này nó hơn con 6 đó chính là chức năng Hyper Smooth chống rung hiệu quả, giả lập gậy chống rung. Tức là với con 7 này các bạn không cần sử dụng gimbal chống rung nhưng nó vẫn cho ra chất lượng khá là hoàn hảo. Mình sẽ cho bạn xem một số cái video mình quay bằng cái con này mà đi tay không. Hôm trước mình có làm một cái video đi ở trong rừng á, rất là hay. Các bạn nếu chưa xem thì hãy comment bên dưới video ha, mình sẽ cho các bạn xem cái video đó. Chức năng đặc biệt nhất nữa là đó là chức năng livestream. Với con 7 này các bạn có thể livestream trực tiếp lên Facebook, YouTube. Tức là chúng ta sẽ tải cái app GoPro vào điện thoại smartphone. Sau đó chúng ta kết nối cái con GoPro 7 này vào cái smartphone. Và chúng ta livestream, chúng ta quay phim trên này và nó sẽ phát trực tiếp trên Facebook fanpage của các bạn và kênh YouTube của các bạn. Thì đây là một tính năng rất là đặc biệt, rất là thích hợp cho các bạn làm vlog. Mà con 6 hoàn toàn không có cái chức năng này, chỉ có ở con 7 thôi. Đó, đó là một số cái tính năng chính của cái con 7 này. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây là giá nè, giá full của nó nè, 10.499.000, bao gồm đầy đủ phụ kiện. Nếu như không mua phụ kiện, chỉ mua máy không á, bao gồm như thế này không thì giá khoảng 9 triệu ha. Tùy shop, có shop thì sẽ cao hơn hay hoặc là thấp hơn 200-300 ngàn gì đó thì tùy, nhưng mà giá tầm cỡ đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở ra nha. Sau khi review một xíu về cái hộp này thì bây giờ chúng ta sẽ mở nó ra luôn nha. Có một cái lớp keo dưới đây, chúng ta mở ra thôi. Rồi lắp luôn cái giá rồi. Ok, sao cả. Rồi. Cái hộp đựng á, giữa con 6 và 7 thì nó như nhau, nó không khác gì hết, nó chỉ khác ở bên trong thôi. Đây, cái máy của chúng ta đây. Đó, các bạn thấy không? Đó, cắt cái hộp nha. Đây, đây là cái con 7 nè. Thì để phân biệt con 6 và con 7 rất đơn giản. Khi các bạn mở cái hộp ra thì các bạn sẽ thấy ngay nha. Con 7 thì nó có cái biểu tượng là Black 7 đây nè. Con 6 thì nó sẽ hình như nó không có luôn. Nó chỉ ghi là Hero, mình nhớ là nó ghi Hero gì đó, chứ nó không có ghi ngoài đây. Rồi để mở cái máy này ra thì chúng ta sẽ mở cái ngàm này ra nha. Mở cái ngàm này ra.
bóp nè. Nè, bóp giữ cái ngành nè, bóp đẩy lên rồi nó rớt ra. Ok, là cái máy là rời ra rồi nè. Nó bao gồm cái này để dùng để tháo ra để gắn vào cái nón bảo hiểm trên đầu để chúng ta chạy xe, chúng ta chạy xe, chúng ta quay phim vlog. Phụ kiện của nó cũng có bao gồm cái đế để dán cho nón bảo hiểm nha các bạn, cho miễn phí. Ok, còn cái hộp này là cái hộp bảo hành thôi, có gì hết. Đây. Cái hộp này là cái giấy tờ bảo hành của cái con Gục Rồ thôi. Đây là thẻ bảo hành và cuốn sổ của GoPro bảo hành chính hãng luôn. Đây, nó tặng một cái tem này thì chúng ta có thể lột ra chúng ta dán vô đâu cũng được, dán cho nó nón hoặc là laptop gì đó. Nếu chúng ta yêu thích cái logo này thì chúng ta dán, còn không thì cất vô cái hộp này giữ làm kỷ niệm thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay phim trực tiếp cái máy này cho các bạn xem bên trong nó có cái gì mà nó hấp dẫn như vậy nha. Rồi, hãy cùng mình khám phá tiếp cái con GoPro 7 này nhé. Okay, bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái máy GoPro 7 này để xem bên trong nó có cái gì nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên mình sẽ mở cái con ốc này ra. Cái này nó sẽ cố định cái phần chân mày thân mở ra. Các bạn thông cảm nhé, hồi nãy mình có sửa cái máy in của mình á, do đó cái tay mình nó hơi dính một lem lút xíu, không có kịp rửa, do đó quay phim nó không có đẹp, các bạn xem này thông cảm nhé. Ok, tháo này ra thôi. Đó, tháo này ra. Rồi, đây, đây là cái con GoPro 7. Rồi, bạn cầm trên tay thì nó nhỏ xíu như thế này ha. Cái màn hình này mình đã dán dán rồi á, dán giống như dán kiến cường lực vậy đó. Nó sẽ bảo vệ cái này. Khi mua máy mới các bạn nên dán cái này nha. Thì nó sẽ bảo vệ tốt hơn, bởi vì nếu mà hư hoặc là bể cái này á thì thay rất là mất tiền, thậm chí là không có hàng để thay. Và nó có thể dán luôn cái bề mặt này để bảo vệ cái phần quay phim. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là không nên dán cường lực vào đây, bởi vì như vậy thì nó sẽ quay phim không rõ, nó sẽ bị hơi mờ một xíu. Do đó chúng ta chỉ cần dán phía sau thôi, dán phía sau này thôi. Giá dán là khoảng 70.000 đồng. Bất kỳ chỗ nào bán cái máy nó đều có hỗ trợ dán này hết ha, các bạn có thể yêu cầu người ta dán. Ok, bây giờ mình sẽ mở máy nha. Thì cái máy này nó có một số nút nè, nút này nút quay phim, còn mở máy thì bấm nút này. Ok, rồi bây giờ mình sẽ mở cái máy này ra để cho các bạn xem cái cục pin và thẻ nhớ của nó trước nha, rồi mình sẽ mở máy sau. Ok, mình đợi xíu nha. Ok, để mở máy thì chúng ta bật cái này nè, cái ngàm này chúng ta bật lên. Bật lên thì nó sẽ cho bạn mở này ra nè. Đó, cái hộp này á, cái khung này chứ, cái khung này nó dùng để bảo vệ cái máy thôi, nên bỏ vô đây nha. Đi đôi phim hay là làm gì đó thì nên bỏ vô đây để khi các bạn quay vô tình bị rơi thì cũng có cái hộp này nó bảo vệ cái phần của cái máy này, nó sẽ không bị lốp méo. Ok, máy này nè, đây bạn thấy không. Ok, đặt nó nhỏ gọn như thế này ha. GoPro 7 Black. Rồi, pin của nó pin nó nằm trên đây nè, nhấn đè xuống đẩy lên, các bạn thấy ở đây nó có một thanh đựng pin và thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì nó hỗ trợ đến
hình như là 256GB thì phải. Của mình hiện tại là dùng 32GB thôi là đủ rồi. Thì lấy ra thì chúng ta nhấn cái này nè, kéo lên, kéo lên, bật lên nè. Đó, pin này mắc lắm nha, 700.000 một cục lận. Đó, đây là pin riêng của GoPro, mà thấy không? Đây, nó nằm bên trong đây. Ok, thì nhét vô lại nha. Thấy không? Hãy nhớ là dùng ngón tay nha, để ấn vô. Của mình đang dùng là loại hình như là 32GB thì phải nè. 32GB ha, scan disk. Dùng của hãng nào cũng được. Như là cái này người ta mua máy kèm theo á, nó cho mình cho mình thẻ 16GB thôi, cái này mình mua thêm như khoảng mình không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như khoảng gần 300.000 thì phải. Ok. Bỏ thẻ nhớ vô lại. Đó, các bạn thông cảm bởi vì cái gậy quay phim của mình nó bị hư rồi. Nên mình không có quay được cố định á, mình chỉ quay được một tay thôi, một tay phải cầm cái điện thoại quay nè. Cái đó thao tác hơi khó, các bạn thông cảm nha. Không kịp một cái chân quay để cho quay phim cho các bạn xem. Ok. Như vậy là số cái cơ bản này. Đây. Mở này ra. Cái phần này là để gắn vô sạc pin và gắn vô cổng HDMI thì phải. Cái này ít dùng nữa, mình chỉ dùng cái cổng đó để sạc pin thôi. Ok, thôi chỉ một số cái cơ bản đó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ mở máy nhé. Mở máy đơn giản, nhấn lúc này nha. Power nè, mode nè. Ok, nhấn vô. Rồi xem nha. Đó, các bạn thấy không? Đã nó hiển thị là cho chúng ta thấy là nó đang quay phim rồi đó. Ok, xem nè. À, để quay thì nhấn cái nút này thôi, cái nút màu đỏ này nè. Đó, nút 7 nè, xuống này nè, bấm nó quay nha. Đó, nó hiện là cái đếm lùi các bạn thấy không? Cái biểu tượng red đó, tức là đang quay đó. À, chống chung rất là hay nha. Ok, khi mà không quay nữa thì nhấn nút này là nó lưu lại. Rồi, để xem cái video á thì chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ lên. Ok, đó, nó sẽ hiện ra một play. Thì nó sẽ play. Ok, thấy không? Rồi, ok. Rồi, bấm nút này để chúng ta quay trở lại cái phần quay phim. À, media là nó quản lý phim quay thôi. Kéo xuống là nó sẽ quay phim lại. Rồi, có một số cái tính năng khác này, chúng ta sẽ nhấn mode đây nha. Nhấn vô. Các bạn để ý nè, photo nè. Bấm photo thì khi click một cái thì nó sẽ chụp hình chứ nó không quay. Rồi, kéo lên. Thì các bạn thấy nha, ở đây là một cái tấm hình thôi. Tấm hình này định dạng của nó là 20 pixel và dung lượng của nó là khoảng hơn 20 được đó. Do đó có chất lượng cũng khá tốt. Đó, có thể dùng để điều hình. Thấy ok lắm. Ok. Rồi, nhấn mod tiếp xem nó còn cái gì không nha. Mod. Cái gì đây? Mod. Đây các bạn để ý nha. À, nó đang ở chế độ mình làm nhanh quá các bạn không thấy được, thì mình để các bạn dễ thấy hơn nha. Nhấn mod nè. Video, mod, photo, những cái nữa, time lapse với lại hyperlapse, tức là nó quay phim mà nó khung hình của nó nhanh. Các bạn thấy những cái video dạng như xe cộ nó chạy ào ào mà con người vẫn nghiêng, ví dụ như vậy ha. Đó thì cái đó là cái dụng time lapse, hyperlapse. Đó, chỉ có như vậy thôi, một số cái cơ bản của cái con GoPro 7 này. Nó chỉ có những cái cơ bản đó thôi. Và cái hay nhất của nó là livestream trên YouTube rồi Facebook. Ok. Và các bạn, cái này nó hay cái là khi các bạn quay phim á, mình chỉnh sang chế độ quay phim nè. Từ từ nha. Nó có chức năng là tự tắt màn hình, tức là các bạn quay phim người ta không biết các bạn đang quay, nó tự động nó
ẩn cái khung hình đi á, ẩn cái màn hình này nè, là các bạn có thể quay phim mà không bị phát hiện. Đó cũng là một cái tính năng khá hay của con GoPro 7 và 6 gì cũng có hết. Khi các bạn chuẩn bị quay thì nó chưa tắt liền, phải đợi một phút sau á thì nó sẽ tự tắt cái màn hình này. Bạn xem nha, sẽ thấy cái điều đặc biệt. Và chúng ta cũng có thể bấm dấu cộng này để zoom ha, zoom in zoom out nè, đó dấu cộng nè. Mặc định nó đang quay chế độ là 1080 60 frame các bạn thấy không? Thì chúng ta có thể nhấn vào đó để chúng ta chỉnh thành 720 hoặc là 30 frame ha. Là cái màu xanh trên kia là pin đúng không? Nhìn là biết là không? Và cái bên trái 1:54 tức là cái thời gian các bạn có thể quay được là 1:54. Nó thống kê theo cái bộ nhớ có sẵn của cái thẻ nhớ các bạn gắm vào cái con GoPro 7 này. Và các bạn thấy nó đang tắt cái màn hình rồi đúng không? Nhưng mà nếu như các bạn đang quay phim á, thì cái máy nó vẫn hoạt động bình thường và người ta không biết các bạn đang quay ha. Ví dụ như các bạn đang quay ở đâu đó đó, cần cái sự riêng tư hoặc là các bạn không được sự cho phép người ta các bạn quay á, thì cái này cũng có thể giúp cho các bạn quay được cái những cái thước phim đó ha. Đó, nó vẫn đang quay mà không ai biết là đang quay hết. Ok, thì đó là một số cái tính năng rất là hay và mình rất là thích của con GoPro 7 này. Thì hy vọng là cái video ngắn của mình sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan về cái con GoPro 7 này. Hẹn bạn ở những cái video sau, mình sẽ review thêm những cái thiết bị công nghệ cũng như là những cái cách để chúng ta có thể làm video vlog, những cái công cụ, những cái thiết bị làm vlog hữu hiệu. Và các bạn đừng quên nhấn like cũng như chia sẻ video, và đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào, chúc các bạn thành công.